Bưởi rất giàu dưỡng chất. Quả bưởi cung cấp một lượng chất xơ cao cùng hơn 15 loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Vì thế, bưởi luôn là một loại trái cây bổ dưỡng và phổ biến trong chế độ ăn uống mỗi ngày. Tăng cường hệ miễn dịch. Bưởi được đánh giá cao vì giàu hàm lượng vitamin C cùng tính chống oxy hóa cao, có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự gây hại của vi khuẩn và virus. Vì vậy, nếu bạn muốn tăng cường hệ miễn dịch, hãy ăn bưởi thường xuyên. Ngoài ra, vitamin C ở bưởi còn giúp ích trong việc thúc đẩy thời gian hồi phục khi người bị bệnh cảm lạnh. Không chỉ vậy, bưởi còn cung cấp một lượng vitamin A, vitamin B, kẽm, đồng, sắt. Khi kết hợp với những loại vitamin này sẽ giúp cho cơ thể tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, duy trì sức khỏe làn da, giúp bảo vệ cơ thể chống lại số bệnh truyền nhiễm và chứng viêm sưng. Giảm cảm giác thèm ăn. Bưởi được biết đến là một loại trái cây thông dụng trong việc kiêng ăn. Theo các chuyên gia sức khỏe, quả bưởi có khả năng giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn. Mùi thơm của bưởi sẽ làm cảm giác đói bụng giảm đi. Đặc biệt hơn, việc ăn bưởi còn giúp kích thích sản xuất hormone. Và đây là một loại hormone được xem như là một hợp chất hạn chế cơn đói vì nó có khả năng điều hòa các chất dịch tiêu hóa, hỗ trợ điều trị bệnh cúm, sốt. Bưởi có tác dụng làm giảm cảm giác nóng khi cơ thể bị sốt ở nhiệt độ cao. Các hợp chất có trong bưởi sẽ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các cơn cảm lạnh cũng như các bệnh thông thường khác. Quả bưởi còn là liều thuốc hữu dụng trong việc điều trị bệnh cúm bởi khả năng giúp làm giảm tính axit. Các đặc tính chua có tên nadirin trong quả bưởi giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giảm tình trạng mệt mỏi. Bưởi còn có thể giúp cơ thể khắc phục tình trạng mệt mỏi do công việc thường ngày. Điều này giúp nâng cao sức chịu đựng và mức tăng năng lượng, chữa bệnh khó tiêu. Các thành phần trong bưởi giúp cải thiện lưu thông các dịch tiêu hóa. Điều này dẫn đến việc làm dịu hoạt động bài tiết của đường ruột và điều chỉnh hệ bài tiết hoạt động đúng cách. Do đó, chứa hàm lượng chất xơ và bột thực vật cao, giúp hạ đường huyết. Bưởi có chứa chất nadirin, một chất có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu, tăng khả năng nhạy cảm với insulin. Điều này sẽ giúp giảm hàm lượng gluco và có tác dụng hạ đường huyết hiệu quả. Đẹp da, kích thích mọc tóc. Một quả bưởi có nhiều vitamin A cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Chính vì thế, bưởi luôn được xem là một loại quả rất tốt cho sức khỏe, giúp làm ẩm da, cung cấp vitamin, giúp kích thích mọc tóc và ngăn ngừa chứng rụng tóc. Và đây là lưu ý những ai không nên ăn bưởi. Bưởi có một lượng lớn chất xơ và vitamin C, vì thế người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy không nên ăn bưởi, bởi các chất này sẽ làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ọ nóng và khiến tình trạng viêm loét thêm nặng hơn. Ngoài ra, vẫn có một số trường hợp không được ăn bưởi như người đang đói thì không nên ăn bưởi, người vừa uống rượu hút thuốc, người bị tiêu hóa kém, người đang dùng thuốc hạ huyết áp, người có lượng mỡ cao. Khi chúng ta ăn bưởi thì có rất là nhiều hạn chế và lưu ý, như là những cái loại thuốc điều trị loạn nhịp nè, những cái loại thuốc điều trị huyết áp cao thì chúng ta tránh, không nên ăn bưởi nha các bạn. Tắm lá bưởi thì mang lại lợi ích gì cho sức khỏe của làn da? Đây là một câu hỏi cũng có rất là nhiều người hỏi việc tắm lá bưởi. Khi mà chúng ta tắm lá bưởi không chỉ mang đến cảm giác thư thái, sảng khoái mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và đây là lợi ích của nó, chúng ta sẽ làm sáng da. Lá bưởi chứa lượng lớn vitamin C, nên là khi chúng ta tắm lá bưởi thì các chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm thiểu nám, tàn nhang và các vết thâm trên da, để lại làn da tươi sáng và rạng rỡ, làm mờ vết thâm và sẹo, làm xe khích lỗ chân lông. Tắm lá bưởi có thể giúp sạch và xe nhỏ lỗ chân lông. Các thành phần tự nhiên trong lá bưởi có tác dụng sạch da, loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông, thư giãn và giảm căng thẳng. Tắm lá bưởi mang lại cảm giác thư thái và sảng khoái cho cơ thể và tâm hồn. Hương thơm tự nhiên của lá bưởi có tác dụng thư giãn và làm dịu căng thẳng, giúp bạn cảm thấy thư thái, tinh thần sảng khoái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.
dưỡng ẩm cho da và đặc trị các bệnh như là hỗ trợ hiệu quả cho ho, cảm, sổ mũi, thấp khớp, dạ dày ứ trệ và nhiều bệnh khác. Theo quan niệm phong thủy thì lá bưởi còn cho là mang tính dương mạnh và có khả năng tạo ra sự cân bằng trong không gian. Mùi hương của lá bưởi được cho là có khả năng làm ấm không gian, xua tan những tai ương và khí trời tiêu cực. Vì vậy, nhiều người tin rằng việc tắm lá bưởi có thể giúp xua tan xui xẻo và thu hút may mắn trong cuộc sống. Chúng ta cũng có thể, ngoài cái việc tắm nước lá bưởi thì chúng ta sử dụng cái vỏ của trái bưởi để nấu xông nhà, và những cái hương thơm của nó cũng rất là tốt các bạn. Đấy. Khi mà chúng ta tắm nước lá bưởi thì chúng ta cần lưu ý và kiểm tra xem cái da của mình có bị dị ứng hay không. Chúng ta thử nghiệm bằng cách là áp dụng một ít nước lá bưởi lên da nhỏ ở một cái vùng nhỏ trước khi sử dụng toàn bộ dung dịch. Và cái thời gian tắm thì từ 15 đến 20 phút. Sau khi tắm thì chúng ta rửa sạch cơ thể. Những người phụ nữ mang thai thì không nên sử dụng lá bưởi trong quá trình tắm. Và cho phụ nữ mang thai thì chúng ta không nên tắm ha bằng nước lá bưởi. Chúng ta tránh những người suy nhược cơ thể và cũng không nên tắm nước lá bưởi. Việc tắm nước lá bưởi cũng không cho trẻ nhỏ luôn nha các bạn.